Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mai Vàng miền Bắc 123. Trong video hôm nay, ngày 28 tháng 10 âm lịch, thì em chia sẻ tới quý vị cái chủ đề là cách hãm nụ cho cây mai, những cây mai bị có nguy cơ nở sớm các bác nhé. Đấy, hôm nay là 28 tháng 10 âm lịch, thời điểm này từ giờ đến Tết âm lịch chúng ta còn 62 ngày nữa, thời gian còn rất là dài. Thì năm nay thời tiết nó nắng ấm trong tháng 10 âm lịch thì miền Bắc có nắng ấm kéo dài, thì rất nhiều bác là bây giờ mai đã nở rồi, và có rất nhiều bác thì mai đang trong tình trạng là chuẩn bị bung chấu, và có một số nụ thì đã bung chấu rồi. Thì các bác điện về chương trình hỏi là cái cách hãm nụ cho cây mai bằng cách nào, cách hãm nụ bằng cách nào để mà cái chống nở trước Tết. Thì cũng trước hết để chia sẻ tới các bác là cái cách hãm nụ thì nó khó hơn là kích nụ các bác nhé. Hãm nụ thì chúng ta chỉ hãm nụ trong được cái thời gian độ tầm trên dưới 10 ngày. Nếu mà nó cứ nắng đều thì chúng ta chỉ hãm được tầm trên dưới 10 ngày thôi, chứ chúng ta không thể hãm được cái thời gian nó quá dài, trừ khi cái thời tiết nó đột ngột nó trở lạnh, rét đậm rét hại kéo dài thì may chăng chúng ta còn hãm được. Thế còn tất cả các biện pháp mà chúng ta hãm bằng phương pháp tác động tự nhiên, với cái điều kiện thời tiết mà nó vẫn nắng ấm, thì chúng ta chỉ hãm được trong vòng tầm trên dưới 10 ngày thôi, chứ không thể kéo dài được tận 62 ngày. Thì đây là trên hình ảnh quý vị đang xem, đây là cây mai mà em cho nở tự nhiên cách đây 2 năm về trước các bác nhé. Thì em dùng cái hình ảnh này để làm tư liệu để mà thuyết trình chia sẻ tới các bác. Đấy, thì cây mai này em cho nở tự nhiên thì trước đây thì trước khi vào vấn đề giải quyết vấn đề là cách hãm nụ như thế nào, thì em chia sẻ một chút tới các bác là cái cho nở tự nhiên thì nó có luôn xảy ra 3 trường hợp. Em đã chơi mấy năm rồi thì luôn xảy ra 3 trường hợp như sau. Một là cái điều kiện mà thời tiết mà nó nắng ấm kéo dài như năm nay thì sẽ luôn bị nở sớm. Cái trường hợp thứ hai mà thời tiết nó cứ đều đều thì nó sẽ nở đúng Tết, cái ngày dự kiến chúng ta rút lá thì nó sẽ nở đúng Tết. Thế còn trường hợp mà nó rét đậm rét hại kéo dài thì chúng ta có rút lá sớm thì cũng không nở đúng Tết được, mà nó vẫn nở muộn Tết các bác nhé. Thế cho nên là nở tự nhiên ấy, thì nó có nhiều cái nhược điểm lắm. Hoa nở nó không sung, đấy trên hình ảnh các bác thấy này, hoa nở nó có sung đâu. Đấy, nụ thì rất nhiều, nụ rất căng nhưng mà nó cũng nở rất là lẹt đẹt. Thì năm nay thì em cho cây vào ủ nhiệt hết, nở của nó rất là nhàn, và nó hoa nở nó bung nó sung và cây nó cũng sung ấy. Tất nhiên là mỗi cái phương pháp thì nó cũng có cái ưu cái nhược, thì em sẽ phân tích sau. Thì sau đây là cái chia sẻ để các bác có thể tham khảo và áp dụng, nghiên cứu áp dụng cho cây mai của mình. Đấy, trong trường hợp mà cây mai bị nở sớm thì sẽ hãm nụ như thế nào. Thì biện pháp thứ nhất để hãm nụ cho cây mai thì việc trước Tết là trước tiên là các bác phải cho cây mai vào trong chỗ mát. Đấy, để dưới tán bóng cây, để dưới tán bóng cây các bác nhé, dưới tán bóng cây được là tốt. Đấy, hai là các bác cho vào lán, nhưng mà cái lán ấy thì phải cao thoáng. Đấy, và vẫn phải có gió, chứ mà cái lán mà che mái tôn của bác mà nó thấp mà không có ánh nắng, không ánh sáng, không gió là nó bí là mai nó lại ấm là nó sẽ nở đấy. Đấy là trước hết là bác phải cho vào trong bóng mát dưới tán bóng cây. Dưới tán bóng cây to là tốt nhất, nó vẫn có gió lạnh đi qua và nó có tán bóng cây ở trên nó che được cái xương ấy, nó không sau này nó hạn chế bị rụng nụ. Đấy là biện pháp là các bác phải cho cây vào trong bóng mát. Biện pháp thứ hai là các bác phun, dùng cái bình phun lan ấy, chúng ta phun nước, phun xương vào cái toàn bộ thân tay cành cho cây. Chúng ta phun vào buổi tối các bác, 1 đến 2 ngày thì các bác phun một lần, chứ chúng ta cũng không phun quá nhiều. Phun quá nhiều thì sau này nụ nó cũng sẽ bị rụng, hay bị rụng. Đấy. Và cái kết hợp với việc tưới nước, khi cái bầu đất nó khô thì các bác mới tưới. Với cây mai đã tút lá rồi thì phải tầm 3 đến 4 ngày nắng thì nó mới khô, thì các bác tưới nước vào buổi tối cho em nhé. Buổi tối mát độ tầm 6-7 giờ tối đấy, chúng ta tưới nước. Đấy. Và khi bầu đất khô mới tưới các bác nha. Và cũng chỉ tưới một cái lượng vừa đủ. Đấy, tưới vào buổi tối, phun sương vào buổi tối 1 đến 2 ngày phun một lần. Thế còn nước thì khi nào khô thì mới tưới, cũng khoảng tầm
3 đến 4 ngày thì nó mới bầu đất nó mới khô, chứ không phải là ngày nào chúng ta cũng phải tưới, ngày nào cũng tưới có khi là sau này cây rất dễ bị suy quá nha, mà nụ cũng hay rụng. Đấy, phương pháp thứ ba để mà hãm nụ thì các bác có thể là, tại vì chúng ta không tưới được nước quá nhiều vào trong cái bầu đất của nó, thế cho nên là chúng ta có thể là dùng cách là các bác chôn cái chậu vào trong cái, vùi cái chậu vào trong đống cát ấy, và chúng ta tưới ẩm cho cái cát ở xung quanh cái chậu đó, thì nó sẽ làm lạnh cái chậu và nó lạnh vào bên trong rễ. Đấy thì nước ở bên trong nó vẫn không bị nhiều các bác. Thế còn việc chúng ta tưới quá nhiều nước vào cái chậu nó sẽ không tốt các bác nha, vào cái bầu đất sẽ không tốt. Đấy là khi các bác dùng nước ấy, thì các bác dùng nước mát bình thường thôi, nước xả cái vòi trong nhà tắm ra ấy, chứ không phải là nước mát là nước lấy trong tủ đá các bác nha. Đấy, và bác nào mà ở thành phố ấy, các bác dùng nước ấy, nó hay có nước máy có cờ lo, thì các bác phải xả ra độ tầm 5 đến 7 ngày sau đó chúng ta mới dùng. Đấy, và các bác kết hợp với việc là chúng ta vẫn phải phun canxi bo để sau này tránh hiện tượng rụng nụ cho cây mai, bởi vì tất cả các biện pháp là kích nụ hay là hãm nụ mà làm quá thì nó hay gây ra hiện tượng là bị rụng nụ cho cây mai hoặc một số các cái vấn đề khác. Và đấy là cái ba cái biện pháp để mà hãm nụ cho cây mai. Thì em nói lại là, một là cho cây vào chỗ mát này, hai là phun nước mát và tưới nước mát vào buổi tối này, một lượng vừa đủ này. Đấy, ba là các bác chôn vùi cái chậu cây vào trong cái đống cát ẩm và chúng ta tưới ở cát. Đấy, đấy là ba cái biện pháp hãm nụ mà nó an toàn cho cây, mà các bác có thể kéo dài, nếu mà thời tiết nắng ấm có thể kéo dài được, ta hãm được tầm trên dưới 10 ngày. Đấy, chờ thời tiết miền Bắc nó trở lạnh thì nó sẽ giúp cây mai nó hãm lại được. Thế còn thời tiết mà nắng ấm thì chỉ có được trên dưới 10 ngày thôi. Hy vọng là thời tiết nó trong những ngày tới nó sẽ miền Bắc sẽ trở lạnh thì cây mai sẽ đứng khựng lại các bác. Nó có thể đứng khựng lại hàng tháng luôn, với những trường hợp mà đang có dấu hiệu bung vỏ trấu, hoặc là mới một vài nụ bung vỏ trấu, một vài nụ bung chân xanh. Thế còn như cái cây trên màn hình quý vị đang xem mà nó đã bung chân xanh như thế này rồi thì không thể nào hãm được quý vị nhé. Nó đã bung chân xanh như cái trên màn hình quý vị đang xem thì không thể nào hãm được. Đây em đang chia sẻ là chia sẻ cho trường hợp mà những cái cây của các bác mà nụ nó vẫn đang có dấu hiệu bung vỏ trấu và một vài nụ bung vỏ trấu rồi thôi. Đấy thì chúng ta mới có thể hãm được. Thế còn mà như trên màn hình quý vị đang xem mà bung hết chân xanh này, nở bông này rồi thì không thể hãm được. Hãm được thì nó chỉ được tầm 5 7 ngày thôi chứ không thể hãm được dài hơn được. Đấy, thời gian từ đợt Tết chúng ta còn tận 62 ngày nữa. Thế thì cũng có rất nhiều bác họ đặt câu hỏi là dùng đá để mà cho vào chậu cây thì làm mát có được không, hay là dùng đá là một này, hai là tưới nhiều nước là hai này, ba là cho phòng điều hòa này. Thì ba cái phương án đó thì em chia sẻ với các bác là các bác không nên làm, bởi vì các bác làm sau cái hai mai nó rất là sau rất là khó phục hồi, và nó một là khó phục hồi nhẹ đấy, khó phục hồi khó bần mầm, hai nếu trường hợp nó nặng ấy thì nó sẽ hay cái mai nó hay bị sinh ra hiện tượng là bỏ cành, tức là rễ nó bị chết thì nó sẽ liên quan đến việc bỏ cành. Trường hợp nó nặng quá thì cái mai có thể bị suy quá. Đấy, cho nên là ba cái biện pháp: một là tưới nước quá nhiều vào bầu đất của nó, hai là bỏ đá lạnh vào chậu, ba là cho vào phòng điều hòa lạnh. Thì em khuyến cáo các bác là không nên làm nhé, em chỉ tư vấn các bác làm những biện pháp nó an toàn đảm bảo cho cái cây. Đấy, chúng ta đừng có quá quan trọng cái việc là ép cây quá để nó hãm kịp Tết, mà các bác phải chơi cây làm sao phải đảm bảo để mà sau khi chơi hoa xong là cây nó phải phục hồi được và nó khỏe được sau Tết các bác nhé. Đấy, rất nhiều trường hợp là chơi cây mai xong nó dễ bị suy cành và bỏ cành, nặng nó bị chết rồi đấy. Đấy thì thay vì các bác ép hoa quá thì các bác thôi, thay vì chúng ta là chơi cây mai trước Tết đi. Đấy, thay vì là những trường hợp mà bị nở muộn sau Tết thì chúng ta phải cắt xả tàn, còn chúng ta không được chơi hoa cơ. Đấy thì bây giờ chúng ta chơi được chơi hoa thì các bác thay vì là phải cắt xả tàn thì các bác được chơi hoa trước thì cũng là một cái được cái thưởng thức rồi. Đấy thì qua video này thì em chia sẻ cái cách hãm nụ cho cây mai một cách an toàn như vậy. Thì hy vọng cái video đã đem đến cái thông tin chia sẻ hữu ích
và để quý vị tham khảo, cân nhắc để áp dụng cho cây mai của mình. Thì em xin phép kết thúc video tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những video tiếp sau.